Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Mậu Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, ngày Mậu Ngọ, tức chi sinh can, nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm thiên thượng hỏa kỵ tuổi Nhâm Tý, Giáp Tý, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành hỏa cục, xung với Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Bính Tý, Giáp Tý, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Và các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Lộc Khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Dân Nhật, thời Đức, tốt mọi việc. Sao Ngũ Hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục, xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa, xấu về lập nhà, sao Thổ Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao Phi Ma Sát, hay còn gọi là sao Tai Sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao Quả Tú, xấu đối với cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam và Tài Thần hướng Chính Bắc. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có điểm báo cần phải cẩn thận với sự tác động tiêu cực của ngũ hành lục xung trong ngày hôm nay, khiến cho bạn rất dễ bị nổi nóng, quyết định mọi thứ trong vội vàng. Nhất là hôm nay sẽ có những lời xúi giục bạn nên chọn lời gì nên nghe, lời gì không nên nghe. Và bạn có biết mình cũng là người hay cực đoan, nếu không thay đổi bản tính này sẽ làm mọi người rất dễ xa lánh bạn. Và trong ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính ấn hỗ trợ nâng cấp vị trí của bạn trong mắt mọi người. Tuy nhiên, một điều bản mệnh nên lưu ý, làm việc gì cũng đừng quá nhiệt tình, nếu không bạn sẽ thấy mọi thứ bị phản tác dụng. Nếu muốn giúp ai đó, hãy giúp sức trong khả năng của mình, đó chính là cách hỗ trợ tốt nhất. Và trong ngày này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cho thấy bản mệnh dễ bị vướng vào những vấn đề liên quan tới tiền bạc, Do đó, bạn nên tìm cách tránh từ sớm. Nếu ai đó hỏi vay mượn về tiền, bạn cũng đừng có từ chối thẳng thừng, mà nói cho họ biết khó khăn hiện tại của mình để đối phương thấu hiểu cho mình. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tránh sự điêu bám của ai đó. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, công việc có phần thuận lợi hơn khi nhận được sự hỗ trợ từ người khác. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn phải tập trung hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nhớ là giao việc một cách cụ thể, chi tiết, tránh bị hiểu lầm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đừng có trông mong ai đó giúp mình, hãy chủ động trước cái đã. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 37, số 40, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày Sửu Ngọ Tư Hại. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu có thể gây ra cho mình một vài vấn đề rắc rối trong ngày hôm nay. Và giải pháp duy nhất cho vấn đề chính là bạn cần phải chậm lại, chớ có hấp tấp, vội vàng trong những tình huống nan giải. Sự bình tĩnh chính là chìa khóa cho bạn lúc này. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, nhờ có chính tài giúp sức mà những vấn đề liên quan tới tiền bạc của bạn lúc này cũng đều có thể tìm được cách xử lý ổn thỏa. Có một số người còn nhận được tiền từ những người bạn hoặc là người thân giúp đỡ trong thời gian khó khăn này. Và với bạn tuổi Sửu, bạn cũng cần có những lúc giữ im lặng cần thiết, đó mới tránh được họa thị phi xảy ra với mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày cung ngũ hành tương sinh, mang lại tín hiệu tốt cho những ai muốn cải thiện về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Cơ hội để cho bạn tăng cân hay là giảm cân lúc này sẽ rất thuận lợi và dễ dàng hơn nếu như bạn đủ tập trung và quyết tâm. Bạn nên nhớ rằng không có gì là dễ dàng cả. Khởi đầu tốt là lợi thế, nhưng nếu gặp khó khăn sau này thì đừng có vội bỏ cuộc. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có nhiều hy vọng trong tương lai, tuy nhiên không nên kiêu ngạo. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, ưu thế của bạn là do có nhiều người hỗ trợ, đừng quên ơn họ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đừng có quá ham mê danh vọng, bạn sẽ đánh mất nhiều thứ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, hãy cẩn thận khi cân nhắc sự lựa chọn của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, có thể đạt được thành công ngoài mong đợi. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 10, số 39, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, Dần Ngọ Tuất phù trợ, và đây là tín hiệu tốt về chuyện tình cảm của bạn tuổi Dần. Có thể hợp tác bền lâu cùng với người bạn đồng hành của mình nếu như bạn chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ, những sự thật và không có gì hơn thế với họ. Quan trọng là sự thấu hiểu và chân thành từ hai bên, phải không bạn tuổi Dần? Và trong ngày này với bạn tuổi Dần, nếu như bạn muốn tránh những bất hòa, mâu thuẫn không mong muốn xảy ra khi có sự xuất hiện của tỷ kim chiếu mệnh, thì tốt nhất là bạn hãy khách quan một chút, đừng có nhìn nhận mọi việc dưới góc độ cá nhân và rồi để cho bản thân vướng vào sự tranh cãi với những nhân vật quyền lực, nếu không bạn sẽ đau đầu nữa. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Dần nên tìm cách để thay đổi cái việc kinh doanh để thu hút tài sản, tiền bạc về phía của mình. Có thể trước đây khó khăn, nhưng khi tìm ra được cách thức phù hợp thì bạn nên thực hiện ngay đi thôi, đừng có chần chừ nữa. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, cứ cố gắng hỗ trợ mọi người hết mình là được. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, công việc có lúc thăng, lúc trầm là điều bạn nên cần phải làm quen với nó. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, không nên sao nhã khi giải quyết công việc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, tìm được cơ hội đầu tư, kinh doanh có triển vọng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nhận được những khoản lời lại đáng kể. Và đánh giá của bà tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 37, số 42, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với ba tuổi Mão cho chúng ta thấy là ba tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu, làm cho bạn đang có điểm báo gây ra nhiều bất lợi cho bạn trong thời điểm này. Và hôm nay với ba tuổi Mão nên nhún nhường một chút, và dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên đối đầu, vì sẽ có những thiệt hại mà bạn không thể nào đoán trước được. Dù làm gì lúc này cũng phải cẩn trọng, chậm mà chắc sẽ tốt hơn cho bạn. Ngày này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Mão không phải ai cũng sẵn sàng nghe sự thật về những hành vi, ứng xử của họ. Thế nên ngày hôm nay bạn tuổi Mão hãy cố gắng tránh những mâu thuẫn không cần thiết bằng việc đừng có nói ra những lời quá khó nghe, lựa chọn lời nói cho vừa lòng nhau. Ngày này, bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họ Vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mão đang có được những điều kiện thuận lợi để có thể cải thiện về tình hình sức khỏe hiện tại. Nếu như bạn bị khó ngủ thì lúc này bạn cũng tìm ra cách phù hợp. Bạn nhận ra được cái tầm quan trọng của giấc ngủ sâu nên không thể lơ là việc này như trước được. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đón nhận bất cứ sự việc nào xảy ra với mình với tâm thế chủ động. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đừng có gây ấn tượng với kẻ nào, kéo lại hoài công vô ích. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tránh nói những điều khó nghe vì sẽ làm sứt mẻ mối quan hệ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, hãy tự tin với những cách thức bạn đang thực hiện. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, lắng nghe góp ý của người khác sẽ tốt hơn cho bạn rất nhiều. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 44, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi Thìn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này đưa đến cho bạn có được cơ may để kiếm tiền. Và nếu như bạn tuổi Thìn có được cơ hội để vừa phát huy được năng lực, vừa có thể gia tăng thu nhập cho mình thì bạn nên chớp lấy, đừng có vì e ngại hay là lưỡng lự mà bỏ đi những gì đang có. Có thể giai đoạn đầu có những khó khăn, nhưng nếu như bạn chịu khó khắc phục thì không có việc gì gây trở ngại cho bạn được cả. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn đang có được sự hòa hợp. Có người tính cách rất hướng nội nào đó sẽ gây sự tò mò cho bạn ngày hôm nay. Và bạn tuổi Thìn hãy cố gắng để bắt đầu cuộc trò chuyện thật thoải mái, vui vẻ nhất có thể, và xem bạn tìm hiểu thêm được gì về họ nhé. Chắc chắn với những bất ngờ mà họ mang đến cho bạn sẽ khiến cho bạn không khỏi ngạc nhiên. Ngày này, đối với bạn tuổi Thìn, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí về đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, hãy kích thích sự sáng tạo của mình bằng việc tìm sự mới lạ trong những điều cũ kỹ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, có ai đó nhắc về quá khứ khiến cho bạn suy nghĩ và phiền lòng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, hãy xem nhẹ mọi việc, bạn sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tránh tâm lý trông đợi quá nhiều vào điều mà bạn chẳng có cơ sở. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy lý trí hơn trong việc lựa chọn trước khi quyết định. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 47, số 66, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội xuất hiện, cho thấy rất có thể trong ngày này có một nhân vật mới mẻ nào đó sẽ mang đến cho bạn thật nhiều nguồn năng lượng, sự hứng khởi. Và đây là lúc để cho bạn học hỏi, để đón nhận và chia sẻ. Chính nhờ thế mà bạn sẽ trưởng thành hơn và có cơ hội trải nghiệm một ngày ý nghĩa hơn rất nhiều. Và với bạn tuổi Tỵ, những cảm xúc mới mẻ, thú vị dường như đang tuôn trào trong con người của bạn khi bạn đang gặp được ngày có thực thần chia chở. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt để cho bạn bộc bạch với mọi người xung quanh, nhất là những người mà bạn tin tưởng, sẵn sàng để chia sẻ những ưu tư ở trong lòng. Và bạn có biết mình là người tri kỷ, hết lòng vì bạn bè hay kết bạn, hay là có được phúc lớn về sau này. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa khí vượng. Cái điều này không tốt cho khía cạnh sức khỏe của bản mệnh. Lúc này bạn trở nên suy nghĩ quá nhiều, kẻo lại khiến cho tình hình trở nên tệ hại hơn. Có những việc chỉ cần xem nhẹ một chút, nghĩ thoáng một chút cho an lòng sẽ tốt hơn cho bạn và những người xung quanh. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, chi tiêu có kế hoạch, tình hình tài chính được ổn định. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, được nhiều người yêu mến nhờ thái độ tốt. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, chớ tính toán thiệt hơn quá nhiều, chẳng thể giàu được. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, dễ dàng tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, cần phải thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 51, số 68, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Ngọ đừng có để cho sự ganh tị của những người xung quanh khiến cho bạn cảm thấy buồn lòng trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Ngọ hãy nhớ rằng đó là vấn đề của riêng họ, không phải là của bạn. Việc của bạn là nỗ lực làm tốt nhất những gì mà trong khả năng của mình có thể, vậy là đủ rồi. Và với bạn tuổi Ngọ trong ngày này, cách tốt nhất là bạn nên tạo khoảng cách với mọi người khi trong ngày đang có thương quan gây họa. Bạn nên có những kế hoạch tự chủ, độc lập riêng của mình. Các hoạt động cá nhân sẽ mang lại hiệu quả cao hơn các hoạt động nhóm ngày hôm nay. Bạn đừng chỉ vì chiều lòng ai đó mà phí thời gian của mình một cách vô nghĩa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này cũng không hề tốt cho những ai đang mắc bệnh mãn tính. Do đó, bạn mệnh trở nên chủ quan. Ngoài việc uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ thì dù làm việc gì, bạn cũng chỉ làm vừa sức, không nên quá ham công tiếc việc mà ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhận được sự tin tưởng lớn lao của cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, gia đình nên vợ chồng cùng nhau gánh vác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tránh đổ lỗi khi xảy ra sự cố, đừng vì lo sợ mà phạm phải sai lầm. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, đừng chỉ làm việc cho xong, hãy cẩn trọng hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tâm lý không ổn định nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 53, số 77, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này làm cho bà tuổi Mùi sẽ có được một cuộc trò chuyện rất tuyệt vời, thú vị với một nhân vật đáng ngạc nhiên nào đó trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, đại diện cho bạn đang có được nguồn tài lộc dồi dào, sản nghiệp và tài vận rất tốt. Xuất hiện vào lúc này cho thấy với bạn tuổi Mùi đang có được chỗ dựa vững chắc, có thể là vì bạn đã có khoản tiền tiết kiệm đảm bảo cho cuộc sống của mình. Nếu như bạn muốn thử kinh doanh gì vào thời điểm này thì bạn cũng có thể thử sức nếu như bản thân cho rằng đó là việc hợp lý. Ngày này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, hỗ trợ cho những ai muốn cải thiện về những việc liên quan tới tiền bạc, nhất là đối với những ai buôn bán online, lúc này tìm thấy được cơ hội khá tốt để kinh doanh. Tuy nhiên, bạn đừng chỉ vì chạy theo lợi nhuận, hãy phục vụ khách hàng bằng cái tâm của mình. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, có người thay đổi theo chiều hướng tích cực là nhờ bạn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, hãy tích đức, hành thiện, chớ tham lam quá nhiều. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nên cởi mở hơn và cho người khác cơ hội để tìm hiểu. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, giúp đỡ những người thiếu kinh nghiệm hơn mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 45, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi Thân cho chúng ta thấy là bà tuổi Thân trải qua ngày này đang có điểm báo cần phải cẩn trọng với sự tác động của thiên quan gây họa. Bạn nên nhớ rằng để có được sự tôn trọng ngày hôm nay thì với bà tuổi Thân đã trải qua sự nỗ lực rất nhiều. Vậy thì bạn hãy đảm bảo rằng bạn giữ được danh tiếng mà mình đã tạo dựng. Cần phải cưỡng lại những cám dỗ tìm đến với bạn trong ngày hôm nay và phản bội lại những giá trị của chính mình nữa. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân là đang gặp ngày có kim khắc với Hỏa. Cái điều này cho thấy với bạn đang có những bất đồng ý kiến có thể dẫn đến xung đột trong ngày hôm nay, nhất là đối với những ai bướng bỉnh, thích thể hiện cái tôi của mình. Và thực tế là bạn thông minh hay không ai cũng biết rồi. Còn kiến thức thì bao la lắm, bạn không cần phải biết tút đâu. Xem tử vi cho thấy trong ngày này, Hải Thượng Lãn Ông chỉ ra rằng ngày này là ngày 29 tháng 3 năm Tân Sửu, nhân thần ở phía xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Bản mệnh cần phải lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, châm chích, mổ xỉa tại các vị trí này. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc có chút thách thức nhưng bạn vượt qua được. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, kiểm soát tốt cảm xúc có lợi hơn cho bạn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tránh chê bai điểm yếu của người khác. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, vợ chồng nên cùng gánh vác những khó khăn của nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 65, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này, thay vì lời nói, bạn hãy dùng hành động, bởi trong ngày đang có được chính quan nâng đỡ. Đây là ngày mà những hành động của bạn sẽ giúp cho bạn chứng tỏ được mình nhiều hơn, nhờ thế mà bạn cũng sẽ gặt hái được những phần thưởng giá trị. Và với bạn tuổi Dậu, hãy dành cho mình một ngày thật bận rộn với công việc. Bạn có biết mình là con giáp có phúc khí hơn người. Tuổi càng nhiều thì đây là báu vật vạn người mê nữa. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này không tốt cho những mối quan hệ xung quanh của bạn ngày hôm nay. Dù không vừa ý việc gì đó, bạn cũng nên tránh nói lời khó nghe khiến cho người khác tức giận. Ngoài ra, với những việc không phải là của mình thì bạn nên tránh, không nên lấy chuyện của họ ra để bàn tán. Và ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay bạn làm việc gì đó có tính khởi động, tốt nhất là nên xây dựng nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trộ cửa, tháo nước, các việc làm thủy lợi, đi thuyền thì sẽ thuận lợi cho bạn. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy cởi mở hơn với những người có thiện cảm với mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, việc của người khác chớ nên để tâm quá nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, lý trí và cảm xúc đều quan trọng như nhau. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, học hỏi kinh nghiệm từ những cuốn sách hay mà bạn đọc được. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, không ngần ngại đối diện với thách thức. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 43, số 50, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này cho thấy đời sống tình cảm của bạn tuổi Tuất là điểm nhấn của bạn trong ngày hôm nay, và đây là cơ hội tốt để cho bạn tăng nhiệt trong một mối quan hệ nào đó. Nếu như bạn đang băn khoăn về việc có nên thân mật với đối tác hay là không thì đây là lúc thích hợp cho bạn, đừng có chần chừ do dự nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, dự báo cho bạn có được những vận may về tiền bạc, tài lộc. Có thể bạn biến họa thành may, khẳng định được tài năng của mình khi bị dồn vào hoàn cảnh khó khăn, khó xử lý. Tuy nhiên, khi đạt được điều gì đó, đừng có vội ba hoa hay là mua sắm quá tay. Bạn nên hạn chế những sự phù phiếm của bản thân nếu không muốn bị người khác xì xào. Và ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn mệnh. Có thể là do thời tiết thay đổi, cơ thể bạn không thể thích ứng ngay được, rất dễ bị ốm vặt. Những ai hay cảm, hắt xì lúc này cũng dễ bị ốm hơn. Bạn nên cố gắng nghỉ ngơi và uống nước nhiều hơn nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, không nên nóng nảy, mất bình tĩnh, đưa ra những quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, chuyện tình cảm có nhiều dấu hiệu tích cực. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tiền ít hay là nhiều đều phải tập trung hơn và tiết kiệm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, có nguồn thu mới nhưng tránh việc mua sắm quá đà. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, đừng uống thuốc quá nhiều kéo lại phản tác dụng. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 39, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này thúc đẩy bạn tuổi Hợi cảm thấy sẵn sàng cho những trải nghiệm mới mẻ. Bạn đang bị cuốn hút bởi chúng và không thể cưỡng lại được. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt để cho bạn làm mới mình và có thêm những phút giây giá trị hơn trong đời sống. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn Tử Hợi cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc, chỉ ra rằng có thể có điều gì đó đang bị sai hướng, có thể là quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc hoặc là mối quan hệ. Dù việc gì thì với bạn Tuổi Hợi cũng không nên để cho cảm xúc lấn át, bạn nên xem xét lại cả khía cạnh khác nữa để cân bằng thêm. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm Tân Sửu. Với bạn Tuổi Hợi cần phải lưu ý rằng không nên trị bệnh ở đầu, do đó bản mệnh nên tránh tác động lên vị trí này ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, công việc trong ngày hôm nay nên để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, học hỏi thêm kiến thức từ những trang mạng xã hội cũng khá tốt cho bạn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, có người đang cố tình đưa ra những chỉ dẫn sai, bạn cần phải cẩn trọng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, nhớ là nhìn mặt mà bắt hình dong, lòng người khó lường. Về đánh giá của bạn Tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 15, số 22, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.